luôn cái đó. Được thôi. Quá ngon luôn. Đó là kem hả? Kem cookie. Được thôi. Wow. Kem dâu. Được rồi. Mickey, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi muốn bán kem thật. Ai muốn kem nào? Kem đây. Hai sô cô la, hai kem xoài. Được rồi, Mickey, giỏi. Nó dành cho bạn. Cảm ơn. Vani, dâu tây. Của bạn đây. Cảm ơn, tạm biệt. Tiếp theo. Chọn kem của bạn đi. Wow. Cảm ơn, tạm biệt. Đã hết kem. Còn kẹo bông thì sao? Wow. Cái này. Được rồi. Trước tiên, bạn cần phải giúp tôi. Được mà. Cho con mẹ ơi. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ yêu. Ngon lắm. Không có chi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ có bánh quế không? Tất nhiên, nhưng con cần phải giúp mẹ. Được chứ. Flat của con nè. Ngon quá. Bây giờ con biết làm thế nào để bán kem. Nhưng đừng ăn nhiều kem nhé. Được rồi mẹ. Tạm biệt. Tạm biệt.